Thưa quý vị, mùa hè sắp đến là dịp mà chúng ta đi du lịch biển, ăn hải sản. Tuy nhiên, các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo là cần cẩn trọng trong việc lựa chọn sam bởi rất dễ nhầm lẫn với con sò biển. Và kể cả là ăn đúng con sam thì vẫn cần cẩn trọng vì rất có thể bị dị ứng hải sản như trường hợp của bệnh nhân sau đây. Theo Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, vừa cấp cứu cho một người phụ nữ 31 tuổi sau khi ăn sam biển thì bị nổi mẩn đỏ toàn thân, ngứa vùng mặt, tức ngực, khó thở. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm mao mạch dị ứng sau khi ăn sam, tình trạng nguy kịch, phải xúc rửa dạ dày ngay. Một giờ sau thì tình trạng bệnh nhân ổn định trở lại. Sam là thức ăn ngon và bổ nên rất được người dân ưa chuộng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi ăn sam nói riêng và hải sản nói chung, đặc biệt là những hải sản lạ bởi dễ gây dị ứng, ngộ độc, nhất là những người có tiền sử dị ứng. Dị ứng là phản ứng của cơ thể với yếu tố bên ngoài, có thể là do thuốc, thức ăn, đồ uống hay thời tiết. Khi bị dị ứng, bệnh nhân thường có biểu hiện khác nhau như là mày đay, viêm da tiếp xúc, viêm mao mạch dị ứng, phản vệ. Nhiều trường hợp không được cấp cứu kịp thời, nguy kịch đến tính mạng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng vận tải công cộng kết nối mạng lưới xe buýt của toàn thành phố, vào sáng ngày 8 tháng 4, công ty dịch vụ vận tải Vinbus chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam. Những tuyến xe buýt điện đầu tiên sẽ chạy tại khu đô thị ở Gia Lâm trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để có thể kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên VTC. Xe buýt điện do Việt Nam sản xuất có công nghệ hiện đại, thiết kế thân thiện với nhiều tiện ích chưa từng có ở xe buýt hiện nay như hệ thống Wi-Fi miễn phí, các cổng sạc điện thoại, màn hình LCD giải trí, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Ngoài ra, bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới, hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Tôi thấy rằng là tôi là một người say xe và khi lên xe tôi thường thấy có mùi, thứ nhất là mùi về mùi xăng, mùi dầu là không có. Cái thứ hai là tiếng ồn thì không có tiếng ồn và rất êm. Cái thứ ba là khi tôi ngồi ở ghế tôi cảm nhận là tôi sẽ nhìn được tất cả mọi thứ xung quanh vì cái ghế đó thấp và rất là nhiều cửa kính tôi có thể nhìn ra ngoài đường được. Và nó khác với các xe buýt khác thì khi mà đi xe buýt này thì mình có tất cả những cái ví dụ như là mình sạc pin này thì mình có thể là sạc ngay tại xe. Vâng. Khách đi xe nó cảm giác như là rất là êm, nó khác với các cái xe buýt bình thường. Trên xe được trang bị rất nhiều cái phương tiện hiện đại. Chẳng hạn như là cái màn hình này có thể theo dõi các điểm đến, rồi wifi miễn phí. Và cái điểm đến quan trọng nhất ấy, đây là những xe chạy bằng điện mà nó không phát thải, không gây tiếng ồn. Xe buýt điện cũng lần đầu tiên được áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ, kiểm soát hành vi lái xe trong suốt hành trình, đảm bảo an toàn cho hành khách. Xe tiêu thụ ít năng lượng hơn so với xe buýt sử dụng động cơ đốt trong, sử dụng năng lượng tái tạo, ít tiếng ồn hơn, phát thải hạt thấp hơn, ít CO2 hơn, chi phí vòng đời thấp hơn và dịch vụ đáng tin cậy. Điểm nổi bật của cái hệ thống này đó chính là hệ thống thông minh cùng với được kết hợp với camera AI để giám sát hành vi của lái xe. Hành vi này sẽ được phân tích, chúng tôi chia làm 4 nhóm mà trên thực tế đã được đánh giá là rất là nguy hiểm cho khách đi đường nếu như lái xe không chú ý. Thứ nhất đó là nhóm hành vi quay ngang quá lâu thì máy tính trung tâm sẽ báo, cảnh báo lái xe là phải tập trung vào đường. Nhóm hành vi thứ hai đó là lái xe rất là nguy hiểm là lái xe gọi điện. Thì khi lái xe gọi điện thì máy tính camera AI sẽ nhận diện được điện thoại và sẽ truyền về trung tâm để báo. Nhóm hành vi thứ ba là ăn uống, tức là hành vi khi mà lái xe đang đi nhưng mà có hành vi ăn uống. Và cái hành vi cuối cùng là hành vi mà rất hay gặp ở các lái xe khi mà chạy đường dài hay là làm việc trong thời gian lâu, đó là có hành vi ngủ gật, nhắm mắt và ngủ gật trong một khoảng thời gian nào đó. Thì đây là 4 cái nhóm hành vi mà có thể nói là chúng tôi đã detect được qua cái camera AI ở đây đặt ngay trước mặt lái xe. Thì đây là cái tính năng nổi trội của hệ thống thông minh ở trên chiếc xe này. Trước tiên chúng tôi sẽ tập trung phát triển và đẩy mạnh dịch vụ cũng như là mở rộng ở trong thị trường trong nước. Ban đầu thì chúng tôi sẽ tập trung ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc. Sau đấy thì chúng tôi sẽ mở rộng ra ở những tỉnh thành phố lớn khác. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ không ngừng phát triển, cải tiến và sẽ tạo thêm những cơ hội để phát triển ở thị trường nước ngoài. Xe buýt điện VinFast sử dụng pin lithium, sạc đầy sau 2 giờ bằng trạm sạc 150 kW. Quãng đường di chuyển 220 đến 260 km cho mỗi lần sạc đầy.
Khi buýt điện hòa mạng vào hệ thống vận tải công cộng của thành phố sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tải phương tiện cá nhân trong khung giờ cao điểm, giảm thời gian chuyến đi của hành khách, tạo điều kiện cho nhân dân, học sinh và sinh viên sử dụng dịch vụ xe buýt, góp phần nâng cao hiệu quả của phương tiện vận tải công cộng, giảm thiểu ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường. Sở Y tế Hà Nội cho biết ngành y tế thủ đô đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 31.170 nhân viên y tế và người bệnh tại các bệnh viện công lập trực thuộc ngành. Cụ thể, toàn bộ 26.040 nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng tiến hành xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên cho khoảng 5.130 người bệnh tại các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, thận nhân tạo, lão khoa, ung thư, tim mạch và 30% người bệnh điều trị nội trú của các khoa còn lại. Thời gian thực hiện xét nghiệm được chia thành 3 đợt. Đợt 1 và đợt 2 diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, triển khai xét nghiệm cho 26.040 nhân viên y tế. Đợt 3 diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5, tiến hành với khoảng 5.130 người bệnh tại các bệnh viện. Theo Sở Y tế Hà Nội, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm là tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố. Sau đó, các mẫu được chuyển đến phòng xét nghiệm đã được công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 của 8 bệnh viện công lập và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Với ngư dân đi biển, việc mua đúng các sản phẩm dây thừng và ngư lưới cụ chất lượng cao sẽ đảm bảo yếu tố an toàn, hiệu quả kinh tế trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Tuy nhiên, trong khi những nhà sản xuất uy tín có thương hiệu mạnh, đầu tư công nghệ và dây chuyền sản xuất nhiều loại dây thừng chất lượng phục vụ cho ngư dân, thì cũng có những kẻ trục lợi làm giả, làm nhái các thương hiệu này để bán hàng kém chất lượng cho ngư dân. Vậy làm sao để phân biệt dây thừng chính hãng với dây làm giả, làm nhái hiện nay? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự sau để có một phần câu trả lời. Từ nhiều năm qua, khi nói đến các sản phẩm dây thừng và các loại dây phục vụ ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản ở Việt Nam, thì ngư dân nói chung và các nhà phân phối ngư lưới cụ nói riêng đều nhắc đến các dòng sản phẩm dây con gà, dây hải mã và dây con gà vàng của Siam Brothers Việt Nam với một sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng cũng như điều kiện bảo hành sản phẩm trong quá trình sử dụng. Thì ngư trường của Kiên Giang rất rộng, trong đó có tàu lớn, tàu nhỏ gì cũng có. Nhưng sản phẩm dây con gà và lưới con gà họ đã sử dụng lâu năm và chất lượng họ cũng đều hiểu và họ rất là chuộng. Tại vì hàng con gà, hiệu con gà rất chất lượng và độ bền của họ, của nhãn hiệu gà rất là lâu và họ đánh bắt rất là hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu các sản phẩm dây thừng chất lượng cao của ngư dân trong nước cũng như xuất khẩu, công ty Siam Brothers Việt Nam đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn của các nước phát triển như Nhật Bản, Đức, Italia, Tây Ban Nha hay Ấn Độ cho 4 nhà máy sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Toàn bộ sản phẩm dây thừng nói riêng và các sản phẩm ngư lưới cụ của Siam Brothers Việt Nam nói chung được sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Chúng tôi giám sát và kiểm tra tất cả các cái nguyên liệu từ đầu vào cho đến các khâu sản xuất, khâu nhập kho và xuất cho đi hết khách hàng. Thì tất cả những cái công đoạn đó chúng tôi đều phải có những cái tiêu chuẩn để kiểm tra rõ ràng và đảm bảo chặt chẽ. Từng khâu sản xuất chúng tôi đặt những cái điểm kiểm tra chất lượng tại từng khâu sản xuất đó để tránh trường hợp mà sản phẩm được không đạt chất lượng mà chuyển qua khâu tiếp theo. Sản phẩm của công ty Siam Brothers Việt Nam luôn sản xuất theo xu hướng đa dạng hóa sản phẩm theo từng thị trường, theo từng vùng khai thác. Đặc biệt là các loại dây 3 tao, 4 tao, 8 tao với đường kính từ 1.5mm đến 100mm và chiều dài 1.200mm. Đặc biệt là một số loại dây 8 tao chì dùng trong ngành công nghiệp đánh bắt xa bờ, một số dây đặc biệt dùng trong ngành khai thác mỏ, xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Úc, Indonesia, Myanmar. Sản phẩm dây thừng của Siam Brothers Việt Nam mang các thương hiệu con gà, thương hiệu hải mã và thương hiệu con gà vàng dành cho các phân khúc khách hàng cụ thể khác nhau. Trong đó, dây con gà phục vụ cho các tàu đánh bắt xa bờ và hoạt động hàng hải với sức chịu lực và sức bền cao hơn. Dây hải mã phục vụ cho các tàu đánh bắt ven bờ hoặc dùng cho đánh bắt xa bờ nhưng ở các vị trí đòi hỏi sức chịu lực ít hơn. Đặc biệt, dây con gà vàng là sản phẩm thiết kế,
sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với chất lượng và độ bền vượt trội, đáp ứng mọi yêu cầu sử dụng của khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường cũng xuất hiện nhiều dây nhái theo mẫu sản phẩm của Siam Brothers Việt Nam, khiến người tiêu dùng khó phân biệt và nhầm tưởng là sản phẩm chính hãng. Vậy làm sao để nhận biết được các sản phẩm dây con gà, dây hải mã hay dây con gà vàng của Siam Brothers Việt Nam? Để đảm bảo mua đúng loại sản phẩm thì bà con phải nhận diện. Thứ nhất là qua băng keo quấn ở đầu hai đầu trên cuộn dây. Nếu dây bô con gà, nó sẽ có hình con gà và chữ dòng chữ Siam Brothers Việt Nam. Thứ hai là băng keo chống giả nằm bên trong lõi của sản phẩm, trong này cũng có hoa văn và hình con gà hay là con cá ngựa tùy theo dòng. Thứ ba là bà con dựa trên cái nhãn sản phẩm của chúng tôi được gắn trên cuộn, trên kiện sản phẩm. Và cuối cùng là chúng tôi có cái tem điện tử chống giả dán lên trên nhãn chính của sản phẩm. Cùng với các dây chuyền sản xuất hiện đại trong 4 nhà máy, công ty Siam Brothers Việt Nam còn đầu tư xây dựng các phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, phòng kiểm định chất lượng sản phẩm để đảm bảo các sản phẩm của công ty luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất khi ra thị trường. Bên cạnh đó là hệ thống các nhà phân phối, hệ thống các đại lý bán lẻ trải dài trên 28 tỉnh thành ven biển Việt Nam luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các sản phẩm dây thừng mang thương hiệu con gà, thương hiệu hải mã và thương hiệu con gà vàng của công ty Siam Brothers Việt Nam tới tay người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi.